91 trung tâm đăng kiểm ở 32 địa phương có nguy cơ đóng cửa trong 3 tháng nếu các địa phương đồng loạt xét xử các vụ án liên quan đến đăng kiểm vào tháng 7. Thông tin trên được Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải ngày 21 tháng 5. Theo đó, nguy cơ ùn tắc tại một số tỉnh thành sẽ lan ra toàn quốc, đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị thành ủy, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ quan liên quan tại địa phương chuẩn bị các kịch bản kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra.